Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một chuyến dã ngoại bắt chim và ăn tại chỗ. Chim có lông ăn cũng được, mà chim không lông ăn cũng được. Chúng ta đi bắt cái mình nào. Bắn lại. Ưng ơi. Cú rồi, nó chơi cú rồi. Quất. Rồi. Rồi. Anh né máy rồi anh. Anh nguy hiểm quá. Đấy, đụng đại ca. Đường dứt mà hai quần này anh. Anh ơi. Đây. Đã. Múc. Có ba người chết không có cho ba người đại ca. Cái gì vậy? Gì? Có gì vậy? Có kiến. Hơn anh mười mấy tuổi á. Biết cái mà nhắm bình thường. Má này ca nhắm bình thường. Đừng nhắm tụi em nha, đâu diễn đừng bắn tụi em nha. Má người ta săn chết mẹ rồi, ngồi ăn nhậu vậy là ê, chết xin rồi. Chào. Buồn ăn em ơi. Hôm nay nè, người ta mình giới thiệu đi. Hướng kìa. Má chết luôn á con. Má kỳ ta. Hội chứng không mày ơi. Mày ghê quá, mày đừng cầm súng mày cho hỏi. Nói chung là bạn mất đi một thằng bạn thân thôi. Chứ mình thôi gì đâu. Rồi sống chết lộn do trời. Mày sợ lồn quá chứ lại ơi. Đẹp trai rồi. Check in cái nè. Đánh dấu gốc cây nó 69. Má dữ lộn nhau hoài luôn á bay. Còn mạnh đó, ghẹo luôn kìa. Mày ghẹo nó, mày là cái thằng đi gây với nó nhiều nhất. Má bạn đấy bên bạn chứ đó. Bên đúng thì thôi. Đúng, quan trọng là đúng sai đúng không? Ừ. Bạn giống tính mình nè. Má mày ai cũng hết. Đó bỏ mày em rồi. Đóng tập rồi. Bắn mà lộn chút mẹ. Bắn mày á. Đánh dấu gốc cây số 69. Đánh cắt ra đạn lên. Các bạn thấy gì đây không? Nơi đây YouTuber Miu Seven đã từng đến. A chảy, A nhanh, A lãi, A hưng, A mạnh. Cung cạc, đạt liều. Không được đích luôn á. Đã bỏ luôn. Toàn gì cái mục ngôi. Anh Hưng biến thái. Quay nè ngoài anh Hưng, ngựa miếng đi. Đó rồi đó. Nó rồi gặp lại đi thăm nước lớn, gặp nước lớn, gặp đi đánh chim gặp nước lớn là thua rồi. Còn con chồng hả? Hai con chứ. Quá. Quá
ai nhỉ, chọn đúng cái mục hay thế nhỉ. Thế à, từ sáng qua thì chưa có thăng sông không? Có cái sông hổ là không biết, nhưng mà có đầu máy hơn không? Ừ. Có cái bất cảo là không biết hả? Nhưng nó hoài à. Ăn đi, ăn đi. Ừ, à, trong cá ngon quá. Bia nha các bạn. Ừ. Bia đi. Bia nè các bạn nha, bia nè. Đó. Ừ, má chén muối, chén muối vô cát liền không? Vô đây cả. Mở lên ai đi tiệc coi. 1 2 3 vô. Bà mười nó quá. Cha là mày ơi. Nè. Rồi đó. Thành nữa đi. Chân đi, thích đồ nhiều lắm. Hái mà, bỏ gì. Cũng lắm. Này thách rồi. Ê, nhanh, chụp vô bắn nè, nhanh thôi. Rồi. Quá trời luôn rồi. Để sâu mấy ngày. Quá. Thôi đi thổi đỏ mượn ra cho thử hút cho thổi bây giờ nữa nè. Rồi cái cực. Ủa mà anh lấy đồ cho mà anh. Rồi đây. Nè rồi đó. Có mày đâu. Rồi anh em người chuối nè. Cảm ơn. Em có biết cặp nè. Cặp. 1, 2, 3. Đâu rồi. Hết cái quần rồi. Trời ơi, mất cái quần rồi. Mày làm cái gì mà anh? Mất cái quần rồi. Chụp có như hà mã xuống nước mà. Chứ chuối không chạy gì. Mày kéo lội để tao chuối. Nó ôm cái thao hay là cái gì? Ai trực tiếp đâu mà chạy. Gì? Phát trực tiếp á. Phát trực tiếp.